được coi là thái thượng hoàng nữ giới duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Võ Tắc Thiên đã làm chao đảo thiên hạ không chỉ ở thời kỳ phong kiến mà đến nay vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi bởi ngàn năm công tội của bà. Không chỉ xuất thần trong việc triều chính mà Võ Thị còn khá ồn ào với hàng loạt bí mật hậu cung, đặc biệt là cuộc sống tình ái cho đến tận những năm tháng cuối đời khi tuổi bà đã ngoài 80. Từ những ngày nhỏ, Võ Tắc Thiên đã sớm bộc lộ bản tính mạnh mẽ khác thường. Sau này tiến cung với những cạm bẫy hiểm sâu nơi cung cấm đã tôi luyện nên một Võ Tắc Thiên túc trí đa mưu, nhưng lại thêm phần toan tính, tham lam và độc ác. Không chỉ muốn thâu tóm quyền lực mà bà còn muốn làm chủ trong các cuộc ái ân. Vốn là một người thông minh và mạnh mẽ, Võ Tắc Thiên không cho phép mình ở thế bị động, phải đứng dưới, nằm dưới đấng nam nhi. Tâm lý chiếm hữu và thâu tóm trong mọi tình huống từ lâu đã trở thành bản tính trong con người Võ Hậu. Bởi ngay cả trong những cuộc mây mưa, bà luôn làm nó trở nên thú vị và những người bạn tình cũng sung sướng ngất ngây. Năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên tiến cung hầu hạ Đường Thái Tông, không bao lâu sau thì bị thất sủng. Sau cái chết của Thiên Đế, bà đã cạo tóc, rời bỏ hoàng cung, nương nhờ trốn cửa Phật. Trong một lần gặp mặt, vì quá si mê bà mà Đường Cao Tông Lý Trị đã cho bà cải giá trở về Tử Cấm Thành, phong làm hoàng hậu. Những năm cuối đời, Đường Cao Tông sức khỏe giảm sút, bệnh tật dày vò. Điều này đã khiến Võ Tắc Thiên sống trong cảnh phòng the nguội lạnh. Vào năm 638, tức năm Hoàng Đạo thứ nhất, Đường Cao Tông mất. Mọi quyền lực nằm vào tay Võ Tắc Thiên. Sự nghiệp thành công, Võ Mị Nương bắt đầu bồi bổ đời sống tình ái của mình, chăm sóc những thú vui xác thịt để thỏa mãn bản năng. Năm đó, Võ Tắc Thiên tuổi đã quá nửa đời người. Song đối với bà, dù là tuổi 61 nhưng mọi thứ như đang mới bắt đầu. Liên tục các mỹ nam khôi ngô tuấn tú, thân thể cường tráng được tuyển chọn vào cung phục vụ cho Võ Mị Nương. Tiết Hoài Nghĩa, Thẩm Nam Cù, Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông, vân vân lần lượt trở thành các sủng nam ngày đêm cung phụng vị nữ hoàng đế độc nhất vô nhị của lịch sử Trung Hoa. Thiên hạ xưa đồn rằng Võ Tắc Thiên với mỗi người tình của mình đều có những kỹ nghệ riêng làm cho cuộc mây mưa trở nên vô cùng thú vị. Điển hình phải kể đến chiêu thức mà bà sử dụng với Lý Trị, đó là trang trí phòng ngủ để khơi dậy niềm ham muốn và hưng phấn tột cùng của bạn tình. Sử sách ghi lại, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, nàng ở trên long sàng sử dụng roi da, búa sắt và các dụng cụ giải trí có âm thanh để mang đến cho Lý Trị sự thích thú và niềm khoái lạc. Bên cạnh đó, phòng ngủ của Lý Trị và Võ Mị Nương treo rất nhiều tấm gương đồng lớn. Khi Lý Trị vẫn còn cường tráng, họ cuốn lấy nhau thâu đêm suốt sáng tại đây. Qua những chiếc gương, hai người thỏa mãn ngắm nhìn sự quyến rũ của cơ thể mình và cảnh tượng ái ân nồng thắm. Nữ đế Võ Tắc Thiên có lẽ cũng không thua kém gì các vị nam hoàng đế hoang dâm xưa, khi các cuộc trụy lạc của bà kéo dài dường như không có hồi kết. Ở tuổi 80, Võ Mị Nương vẫn chọn toàn những nam nhân trẻ đẹp, sức khỏe cường tráng bên cạnh phục vụ mình. Người ta cũng thắc mắc rằng điều gì đã khiến Võ Tắc Thiên giữ được sự tươi trẻ và khao khát thanh xuân đến như vậy. Võ Tắc Thiên để giữ gìn nét xuân và kéo dài sự sung mãn dù tuổi tác đã cao là bởi bà sử dụng thần dược, thần tiên ngọc nữ phấn. Theo nhiều tài liệu ghi chép, thần dược này được làm ra vô cùng cầu kỳ và nhiều công đoạn. Cứ vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, Võ Tắc Thiên ra các thái y nhổ cây ích mẫu, rửa sạch đất cát, đem phơi khô. Sau đó số nguyên liệu này sẽ được đốt để sàng lọc lấy những phần cho mịn nhất. Cho được trộn với nước rồi vo thành từng viên to bằng quả trứng gà, đem ra nắng phơi khô. Khi có thành phẩm như ý, bà cho đào một cái bếp đất, bốn mặt đều có bốn lỗ nhỏ, đảm bảo bếp nguyên khối đất, rồi bỏ các cục tro ích mẫu vào giữa bếp lò. Dùng lửa thật nhỏ để đốt, sao cho cục tro không bị cháy thành màu vàng đen mà chỉ cháy thành màu trắng mịn. Các cục tro trắng mịn này được cho vào cối gốm, dùng chai thủy tinh để giã nhỏ cho đến khi bột thuốc không còn thấy gợn. Số bột thuốc ấy được bảo quản cẩn thận trong lọ sạch, kín hơi. Khi cần dùng, bà sẽ lấy một ít bột tro hòa với nước sạch để rửa tay, rửa mặt, giúp cho da dẻ được trắng mịn, mặt sẽ sáng như ngọc, làm tan những nốt đen hoặc vàng trên da. Nếu muốn toàn thân da dẻ trắng mịn, có thể pha bột vào nước và xoa đi xoa lại trên da nhiều lần lúc tắm. Nhiều người tin rằng, dùng thần tiên ngọc nữ phấn kết hợp với nhiều loại xuân dược chính là lý do giúp Võ Tắc Thiên sung mãn với dục vọng của mình dù đã ngoài 80 tuổi. Bên cạnh sự kết hợp y dược và bí thuật phòng the, thì người ta còn cho rằng Võ Tắc Thiên hoang dâm đến vậy là do di truyền từ mẹ bà.
phụ mẫu của Thiên Hậu là Vinh Quốc Phu Nhân, sau làm Thái Nguyên Vương Phi. Ở tuổi 88 nhưng vẫn thường bắt những người tình trẻ đẹp phục vụ nhu cầu tình dục của mình. Vinh Quốc Phu Nhân cũng để lại những tai tiếng muôn đời về đời sống tình dục phóng khoáng và sung mãn, đặc biệt còn có việc loạn luân. Trong cuốn Cựu Đường Thư có ghi lại rằng, Hạ Lan Mẫn vốn tuổi còn trẻ lại vô cùng khôi ngô tuấn tú nên được đưa tới hầu hạ Vinh Quốc Phu Nhân. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Vinh Quốc Phu Nhân và Hạ Lan Mẫn không đơn thuần chỉ là cháu chăm bà mà còn là loạn luân tình ái. Sự việc ngược đạo này được ghi lại trong các tài liệu như Tân Đường Thư, Tư Trị Thông Giám, Hổ Phụ Sinh Hổ Tử. Có người mẹ như Vinh Quốc Phu Nhân thì rõ ràng Võ Tắc Thiên cuồng si sắc dục đến cuối đời, âu cũng là điều dễ hiểu. Trong gia đình bà còn có người chị họ cũng không kém phần dâm loạn, đó chính là Hàn Quốc Phu Nhân. Theo nhiều ghi chép, Hàn Quốc Phu Nhân Hồ Lan để thỏa mãn dục vọng của mình thường khéo léo lấy lý do tìm người bầu bạn để triệu các nam nhân trai tráng vào cung, thực chất đều là nhân tình của bà ta. Thân thế là chị họ, nhưng Hàn Quốc Phu Nhân Hồ Lan cũng chính là tình địch của Võ Hậu, một người đàn bà nổi tiếng không kém về sự sung mãn nơi quê phòng. Hồ Lan vốn là một trong những bà vợ của Lý Trị, lại có ghi chép rằng bà là mẹ ruột sinh ra Lý Hiển. Hàn Quốc Phu Nhân sở hữu dung mạo xinh đẹp quyến rũ, có hàng tá người tình là các quan lại trong triều. Tuy nhiên bà là người kín tiếng nên các cuộc tình vụng trộm của Hồ Lan hiếm được người đời biết đến. Vận mệnh của Hồ Lan cũng không thoát khỏi bàn tay của Võ Tắc Thiên. Để diệt cỏ tận gốc, Võ Hậu đã lạnh lùng ép chị họ của mình uống thuốc độc tìm cái chết. Trong suốt chiều dài lịch sử của Trung Quốc cổ đại, nhắc tới những tên tuổi đình đám về độ dâm đãng, ngoài Võ Tắc Thiên phải kể tới Thái hậu Triệu Cơ của nước Tần. Chuyện ngoại tình của Triệu Cơ trở thành câu chuyện có nhiều tranh cãi trong suốt nhiều thế kỷ qua bởi những ẩn khuất chưa tìm được lời giải đáp. Điều này được đưa ra bàn luận nhiều, một phần vì liên quan tới huyết thống của vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng. Triệu Cơ được biết đến với tư cách là một kỹ nữ xinh đẹp tại thành Hàm Đan, nước Triệu, được Lã Bất Vi chuộc về làm thiếp. Thời kỳ đó, Từ Sở đang làm con tin tại nước Triệu, được Lã Bất Vi cứu giúp và trở thành người thừa tự của An Quốc Quân. Từ Sở có cơ hội gặp Triệu Cơ và mê mẩn vẻ đẹp của Triệu Cơ. Lã Bất Vi đã nhanh chóng cống thiếp của mình cho Từ Sở. Sau đó ít lâu, Triệu Cơ sinh hạ Doanh Chính. Nhiều người nghi ngờ rằng Doanh Chính mà sau này là vị hoàng đế nổi tiếng Tần Thủy Hoàng. Sau này khi Từ Sở lên ngôi vua nước Tần, Triệu Cơ nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu. Sau 3 năm lên ngôi vua, Từ Sở vì bạo bệnh mà chết. Doanh Chính kế nghiệp cha khi mới 13 tuổi, vì thế việc triều chính chủ yếu là nhờ vào Lã Bất Vi. Chồng chết trong khi vẫn còn son trẻ, để thỏa mãn cho nhu cầu của mình, Triệu Cơ đã qua lại với Lã Bất Vi. Không thể mãi giấu giếm Doanh Chính khi vị vua trẻ ngày càng trở nên uy quyền, cũng như độ tuổi không còn sung sức, nên Lã Bất Vi đã nghĩ tới tìm kẻ thế chân cho mình. Hắn đã tìm Lao Ái, một người đàn ông tinh lực dồi dào để cống cho Triệu Cơ với tư cách là một thái giám. Từ đó trở đi, Triệu Cơ và Lao Ái sa vào cuộc tình cuồng loạn và sau đó Thái hậu nước Tần sinh hai cậu con trai với tên thái giám giả này. Sau này vụ việc bị Tần Thủy Hoàng phát hiện, niệm tình mẫu tử, Triệu Cơ được tha chết nhưng bị nhốt trong cấm cung. Lao Ái thì bị Chu Di ba họ, còn Lã Bất Vi cũng bị ép chết không lâu sau đó.